Ánh mắt của y nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi hơi băn khoăn, không hiểu y có ý định gì với tôi, trong khi bản chất của y là một kẻ phớt đời, nói ít mà làm mạnh. Buồn nào tỏ ra ngang bướng, y trị đến nơi. Y nghiêm như vậy nên Xà Liêm rất im lặng. Thỉnh thoảng cũng có vụ tuyệt thực của một buồn nào đó. Y mở cửa, thấy không ra lấy cơm, y chưa hỏi vì sao không ăn. Tùy theo cách trả lời, nếu người tù tỏ ra không muốn ăn để chết, vân vân, y đóng cửa và nói rõ ràng. Tôi sẽ không mở cửa buồn cho anh nữa. Khi nào anh cần ăn, báo cáo tôi. Và y đã làm như lời nói, không nom nhìn gì đến nữa. Y vẫn thường nói to với những buồn nào tuyệt thực. Anh nào muốn chết, cho chết luôn. Y rất ghét thái độ hèn nhát hoặc nịnh bợ, trong khi hầu như đa số các tên cán bộ khác lại rất thích. Là ngày Chủ nhật. Và những ngày này Xà Liêm càng im vắng vì rất ít khi cán bộ vào gọi buồn nào đi cùng. Trời đã vào gần giữa hạ, không khí hanh khô. Từ những đám rêu xanh ngoài đầu hè, những ẩm mốc không bao giờ có ánh mặt trời ở các buồn Xà Liêm, bốc lên một mùi nồng nồng khăng khẳng riêng biệt. Tôi đang ngồi nhìn những nốt mũi cắn trên tay, ở chân, mình mẩy, và đang nghĩ phải tìm một cái gì đó để chống đỡ với lũ mũi này. Đột nhiên cửa sổ nhỏ mở. Tên Điền thò một ngón tay vào chỉ, giọng cọc lóc. Đi cùng. Rồi y cúi xuống rút chốt cùm, mở cửa lớn. Tôi cũng hơi băn khoăn lẫn ngạc nhiên. Ngay ngày thường, bây giờ thỉnh thoảng chúng mới gọi tôi. Còn Chủ nhật, hầu như 7-8 tháng này không bao giờ còn gọi tôi nữa. Vậy sao hôm nay lại gọi bất ngờ như thế này? Có chuyện gì đây? Trên đường đi cung, tôi phải đi qua sân trại chung. Cả một cái sân rộng bao la càng tăng thêm sự vắng lặng trong ngày Chủ nhật. Khi đi tới cổng trại chung bên cạnh Xà Liêm 2, nơi ghi dấu một đoạn đời tù với bao nhiêu gian khổ ngày ấy. Hình ảnh một thân hình da bọc xương đầy ghẻ lở, hai chân trong cùng, để rồi cuối cùng suýt gặp tử thần, nhưng được may mắn cứu sống. Tôi chợt nghĩ, ở cả ba Xà Liêm, tôi đều đã có dịp đến trước ngưỡng cửa nhà thần chết, rồi lại trở về. Tử thần chưa đón nhận tôi. Xà Liêm 3 đang đem đi bắn, Xà Liêm 2 phải đem xuống bệnh xá để cứu sống, Xà Liêm 1 chính mình đã tìm đến cái chết. Rồi đây, trên đường đời phía trước, còn những gì chờ đợi tôi nữa? Khi tên Điền dẫn tôi qua sân trại chung, quen như mọi khi, tôi rẽ về phía trái, nơi có những phòng tôi thường đi cung, nhưng tên Điền đã ra hiệu tay về phía phải. Đi rẽ về phía này. Ngay đầu dãy là một căn phòng lớn, phòng của ban giám thị quả lò. Tôi hơi ngạc nhiên khi y ra hiệu bảo tôi vào.
Ngay từ cửa tôi thoáng nhìn thấy có 5-6 người bên trong. Một người đầu hói, tóc đã bạc một nửa, hơi gầy nhưng cao, kính trắng, áo vét, dáng rất nghiêm, lạnh lùng ngồi ở giữa. Bên phải là ông Trì đeo lon thượng quý, bên trái là tên Lê, lon trung quý. Cả hai đều là phó giám thị. Thái độ hai tên Trì và Lê hôm nay cũng rất trang nghiêm. Còn 2-3 người nữa ngồi ở ghế bành dài phía trái buồng, tôi chưa kịp nhìn. Hơi ngỡ ngàng, tôi bước vào. Không khí trong phòng đang yên lặng, tôi mới bước chân qua cửa, bỗng rỗng vang lên giọng tên đầu bạc. Cặp mắt như điện à. Tôi biết tất cả những con mắt của chúng đều đang tập trung vào mình. Tôi tiến đến gần bàn giấy, tới chỗ chiếc ghế đẩu để trước bàn dành cho người tù. Tôi đứng yên. Giọng miền Trung nặng trịch của tên Trì. Cho anh ngồi xuống. Tôi ngồi xuống, lặng lặng suy nghĩ, không biết tên già này là ai. Y tỏ ra rất tinh quái. Không khí im lặng nặng nề kéo dài đến 3 phút. Thật là lâu, không một tiếng động. Bỗng giọng tên già lanh lảnh. Anh Bình, hãy ngẩng mặt lên nhìn tôi đây nè. Tôi đường hoàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt y. Lão phải 60 tuổi hay ngoài. Hai mắt sáng long lanh sau cặp kính trắng. Quắt mắt lão nhìn vào mắt tôi, như thu mi một lúc, rồi chỉ một ngón tay dài ngoẵng vào mặt tôi, ngoáy ngoáy, quay tròn mấy vòng, giọng rành rọt. Trong óc anh đang cuộn lên những mưu mô, thủ đoạn chống đối. Chúng đang lộ ra trong ánh mắt anh kia kìa. Anh quay xoắn vào bao nhiêu vòng, bây giờ sẽ phải mở nó ra bấy nhiêu vòng. Vừa nói, y vừa quay quay ngược lại vòng ngón tay của y, rồi với một giọng như ra lệnh. Thôi, cho về. Tôi đứng dậy, đi ra, treo tên Điền vào xà lim, lòng ấm ức, đầy băn khoăn. Chỉ 10 phút không hỏi han gì, như vậy y là ai? Buổi gặp y ngắn ngủi chỉ 10 phút, nhưng đã ghi hằn nét trong lòng tôi. Cho mãi tới bây giờ, đã 21 năm rồi. Hình ảnh buổi Chủ nhật gặp lão ấy vẫn chưa phai mờ, vẫn như hiển hiện rõ nét trong trí tôi. Giờ đây chắc lão đã ngủm củ kiệu rồi, nhưng tôi vẫn không biết lão là ai, làm gì. Phải nói, trong suốt 18 năm 4 tháng lao tù của tôi, lão là một trong hai tên tinh quái mà tôi nể. Về xà lim, suốt buổi chiều và tối hôm ấy, tôi vẫn còn băn khoăn suy nghĩ về buổi gặp lão già không tên đó mãi. Buổi trưa hôm sau, một buổi trưa nắng hạ gay gắt ngoài trời, trong xà lim ẩm thấp, bầu không khí như trong trẻo nhẹ nhẹ len vào lòng tôi. Trong khi tôi liêm diêm cặp mắt, nằm nghĩ đến nhà xí ở buồng tắm. Ngay cạnh lỗ cầu tiêu có một thùng gỗ nhỏ đã mục bị ẩm thấp và lâu ngày. Đựng những vẽ rách và giấy đi cầu đã dùng rồi. Cầu tiêu này chỉ dành cho cán bộ. Cán bộ nam ít khi đi vào đây vì quá xa. Bạn tối tôi thường thấy mấy cán bộ nữ, nhiều khi muốn kín đáo họ tắm luôn. Tất nhiên tôi chỉ nghe âm thanh để phán đoán. Hơn nữa trong lúc vào đổ bô, tôi còn thấy vẽ rách hoặc băng màn vệ sinh của phụ nữ. Nhiều khi tôi thấy có những mảnh vải to bằng 2-3 bàn tay hoặc những rẻo vải của thợ may cắt thừa từ quần áo ra. Vì vậy tôi đã hình thành một phương pháp chống mũi bằng những thứ vật liệu vứt đi đó. Sự bẩn hay sạch trong hoàn cảnh này chỉ là tương đối thôi. Nghĩ vậy tôi thực hiện ý định ngay trong ngày sau đó. Mỗi ngày 2 lần đổ bô, mỗi tuần 2 lần tắm, tôi sẽ tranh thủ nhặt rất nhanh những vẽ và vải chùi đít đó. Nhặt được mảnh nào, tôi đem ra vòi nước vò cho sạch phân, rồi về buồng phơi ra. Tôi sẽ chọn những mảnh dài còn tốt, rút sợi, rồi xe thành chỉ. Để làm kim, tôi sẽ lấy một cái tâm cật, mài thật xuôi và nhọn. Đít kim làm bằng cách mài thật mỏng phía ruột tre. Còn phía cật ngâm nước cho mềm, rồi uốn đầu vào. Lấy một sợi tóc buộc chặt 2 vòng. Khéo tay một chút là thành một cái kim có lỗ hẳn hoi.